cái đợt có đợt lên sở thông tin truyền thông ấy, ông ấy là lôi kéo cả bà Hiền Đức lên ấy, kéo lên rồi gây rối rồi là có những lời nói không đúng mực với cơ quan chức năng khi mà bị xử phạt, như là xử phạt 7,5 triệu ấy. Cho đến bây giờ là ông vẫn không nộp. Và trang blog của ông ấy thì bọn tôi cũng đã có ý kiến là ngay cái bài có cái ảnh tôi cũng có ý kiến phản hồi là bảo hạ xuống, nhưng mà ông ấy cũng có hạ đâu. Những người như thế làm sao mà đủ tư cách để vào đại biểu quốc hội, khi mà cái vấn đề đơn giản nhất là tối thiểu nhất của quyền công dân là đấy là chấp hành những cái pháp luật, hiến pháp, pháp luật của nhà nước hiện tại là mình đang sống. Và mặc dù đã bị sở thông tin truyền thông đã ra quyết định xử phạt, nhưng mà blog của ông vẫn tiếp tục coi như là vẫn như cũ, vẫn tiếp tục như thế, vẫn là tập hợp đơn thư chống chữ ký, vẫn chống phá các đường lối chính sách của đảng và nhà nước, cho thấy ông Nguyễn Xuân Diện này là một người là bất chấp pháp luật, không tôn trọng, tuân thủ theo pháp luật và hiến pháp của nhà nước ta. Những người như thế là không xứng đáng để là tự ứng cử vào đại biểu quốc hội và là không đại diện cho tầng lớp nhân dân. Nguyễn Xuân Diện, kẻ không muốn thành danh trên con đường nghiên cứu. So với số đông tham gia vào cái gọi là phong trào dân chủ, thì Nguyễn Xuân Diện từ trước đến giờ vẫn được coi là một gương mặt có tri thức và tự xếp mình vào nhóm nhân sĩ trí thức và gắn mác phản biện cho các hoạt động cổ suý chống đối lại nhà nước. Là một tiến sĩ của Viện Hán Nôm Việt Nam, nhưng lại không có chỗ đứng trong giới học giả chuyên ngành, có thể là nguyên nhân khiến kẻ háo danh như Nguyễn Xuân Diện tìm đến các cuộc biểu tình trái phép và điều hành đám người ô hợp, cũng như bị lật tẩy mưu đồ kích động, lợi dụng hay núp bóng những lão thành, cán bộ hưu trí thiếu thông tin và minh mẫn như bà Lê Hiền Đức hay tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Cái tên Nguyễn Xuân Diện đã trở thành biểu tượng làm ô danh giới trí thức Việt Nam. Từ một kẻ thất bại trên con đường nghiên cứu khoa học, giới báo chí nghiên cứu trong nước đã từng lên bình phẩm về công trình nghiên cứu cho luận án tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm của Nguyễn Xuân Diện chỉ là sưu tập tư liệu lịch sử về ca trù, không có giá trị sáng tạo và phát kiến, đóng góp khoa học hay nghệ thuật mới mẻ nào. Ngay cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học về các văn bản cổ chữ Hán nhằm tìm kiếm chứng tích bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Nguyễn Xuân Diện đã khiến giới khoa học phản ứng kịch liệt về công trình tiêu tốn 4 năm nghiên cứu, tìm tòi kho tư liệu ở Bắc Kinh, Đài Loan của ông Diện và một số bạn nghiên cứu chỉ về tấm bản đồ có tên An Nam Đồ, trong đó có khẳng định rằng việc ghi tên cửa biển Đại Trường Sa của nước ta là minh chứng rõ ràng về sự thừa nhận của nhà Minh với chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Phạm Hoàng Quân trên Talawas phơi bày trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học hồng nghiêm trọng, sai địa danh, sai ngành học, sai trục thời gian, sai về tọa độ địa lý trong công trình trên của nhóm ông Diện cùng kết luận. Nếu các chuyên gia cổ sử Việt Nam như các ngài tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, giáo sư Ngô Đức Thọ tuyên bố trên công luận rằng họ công nhận An Nam Đồ thì chính là họ đang đi đúng hướng của các sử gia Trung Quốc và sẽ để lại di họa khôn lường. Than ôi, vậy là cái công trình khoa học này đã biến thành vũ khí cho nước lạ. Đến tư cách bị vùi dập vì các hoạt động cực đoan và thiếu lương thiện. Rất nhiều blogger đã phơi bày chiêu trò đánh bóng tên tuổi, thủ thuật thổi phồng lượng view trên blog tễu, thủ thuật bé xé ra to để kích động biểu tình trái phép và trốn tránh việc bị bắt xử lý, kiểu như khi khởi sự bằng biểu tình chống Trung Quốc, Diện cùng đồng bọn tập trung giỏi lắm chỉ được 2-30 người, hẹn nhau ở một điểm, rồi 2-3 rút khẩu hiệu ra, chụp ngay vài cái ảnh kéo nhau ra đường. Đường Hà Nội mà chỉ cần chắn lại một phút là tắc, dồn lại thành đám đông, chụp ngay vài cái ảnh đưa lên, vậy là thành biểu tình lớn. Hay trong lúc đám người bị kích động ở ngoài đường thì Diện ngồi đâu đó trong quán cà phê lạnh đưa tin nóng qua mạng. Tạo ra các điểm nóng như Văn Giang, khi tình hình đã có chiều hướng tốt hơn thì Diện lại giở trò ra tuyên bố kỷ niệm một năm Văn Giang, tung ra một bản chữ ký loằng ngoằng mà đứa trẻ con cũng biết đó chỉ là do vài người chép. Nhưng có lẽ thủ đoạn vô liêm sỉ nhất của Diện là dựa vào những kẻ vô học, bất mãn, rồi tung hứng, làm cho chúng say men hoang tưởng, ngỡ mình là anh hùng để câu view truyền thông và biến họ thành tấm khiên thu hút tên rơi đạn lạc. Blogger Mõ Làng bình luận: em Kim Tiến xinh đẹp, có thù hận gì với ngoại bang đâu, chỉ là thù nhà khi bố chết oan. Diện đã tô son chắt phấn, trải chuốt thành người yêu nước thương nòi. Em Minh Hằng có nợ nước đâu, chỉ là thứ đàn bà thối tha kiện tụng, lăng mạ cả với mẹ đẻ và em gái mình, chỉ vì mấy mét đất thừa kế.
bỗng chốc được diện đánh bóng, mạ kền thành nhân vật nữ của năm. Đến khi bị người khác không chịu nổi, đưa cái clip hàng văng máu trên, văng máu dưới, chóng trở thấy công an của chủ diễn in máu khóc. Chúng mày dám cán á, tao đứng đầu tiên thì có mày cán. Chúng mày đeo băng đỏ vào mà cán tao, hiểu không? Cái chi thức ngắn như chúng mày trong cả thế giới đang nhìn vào à? Tao sẽ lấy máu trên máu dưới để xét mặt chúng mày. Đến cả Bùi Hằng khi bị quản chế ở trại, lợi dụng chuyện đó, diện ở ngoài quyên góp của những người nhẹ dạ cả tin được hơn 200 triệu. Khi Hằng ra trại đòi tiền thì bị diện quýt mất hơn 100 triệu. Vậy là chửi nhau kiểu một bất một còn. Diện tuyên bố dựng lên Bùi Hằng được thì cũng đẩy ả xuống bùn đen, hay cho bà này về với máng lợn cũ. Nhưng sự đời không như diện tưởng, Bùi Hằng trở thành cái loa được đám cờ vàng tung lên, thay vì diệt Bùi Hằng lại chĩa sang Vùi Dập, gọi diện là loại lưu manh trí ngủ. Là cái blog là ông ấy chuyên thu thập các chữ ký đơn thư để đòi thay đổi thể chế chính trị và chống phá các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Những cái chính sách mới của Đảng và Nhà nước ra là đều bị ông ấy là đưa lên đấy là chống đối và bất kể một sự kiện gì. Và ai nữa là ca ngợi và đòi trả tự do cho những kẻ đã vi phạm pháp luật như là Bùi và Vũ, Lê Quốc Quân hay là Bùi Hằng. Thay diện. Nói chung là thay diện này là không đủ tư cách, cũng không đủ trí và đức và tài. Tất cả mọi cái không hội tụ, không có cái gì hết để mà xứng đáng để mà vào ứng cử vào trong Quốc hội. Bạn có tín nhiệm bầu cử ông Nguyễn Xuân Diện trở thành đại biểu đại diện cho bạn hay không? Thì mình thấy là ông ấy tham gia rất là nhiều đấy. Mang cái tính tiêu cực, phá hoại, kích động, chứ không có tính tích cực đâu. Cá nhân của tôi thì tôi sẽ không bao giờ bầu ông ấy. Tại vì những việc làm của ông ấy thì chắc cả mọi người thì cũng không bao giờ bầu. Nguyễn Xuân Diện ấy là được ăn học mà nhưng mà không đem cái tài mà ra để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Ông là chuyên hô hào, kích động, gây rối trật tự công cộng, phá hoại sự yên bình của thủ đô, các nước tự do dân chủ như là những nước Đức, hay là cũng có một cái trang mạng đấy, Intermedia thì đấy là những kẻ chuyên thu thập và giống hệt như cái trang blog ấy, cũng đã là bị chính phủ Đức coi như là đưa ra xử lý và cho những kẻ điều hành phải cho đi tù. Nói xấu lãnh tụ như là ở Singapore có trường hợp là bị cơ quan nhà nước xử lý. Làm ở Mỹ cũng thế thôi, cũng có những ông gì đấy là Hội đồng An ninh thì cũng nói xấu Tổng thống, là cũng bị sa thải ngay. Thế thì không hiểu ông này là như nào mà vẫn chưa thấy là bị xử lý. Bởi vậy nên là tôi đã làm cái đơn gửi Hội đồng Bầu cử thành phố, gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hà Nội, gửi quận Đống Đa và Hội đồng Bầu cử phường Kim Liên. Là tố cáo là qua nghiên cứu hồ sơ của ông Diện, tôi thấy ông là khai chưa trung thực. Ở mục tôi chỉ nêu lên một vấn đề thôi, mục mã số 02 của hồ sơ về các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, ông Diện khai là không, có nghĩa là ông ấy đã khẳng định mình là không có vi phạm gì. Nhưng thực tế là năm 2012 ông đã bị Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 70/QĐ-XP-VP-HC. Thông tin này đăng tải trên trang mạng, chính trên trang mạng của ông Diện, mang tên Xuân Diện Hán Nôm .blogspot. Có bản đấy là đến nay thì là ông Diện là tôi theo tôi biết là ông vẫn chây ý không nộp phạt. Thì là làm cử tri tôi thấy ông Nguyễn Xuân Diện là nếu mà đã là khai man như thế thì ông là không xứng đáng, là không đủ tư cách để ứng cử và là đủ tư cách để đại diện cho nhân dân. Chính vì thế nên tôi đã làm cái đơn này để gửi lên các cơ quan.